nở ngành xanh ngọt. Nước có nguồn bể cả sông sâu, người ta sinh trưởng bởi gốc là tiên tổ ân sâu gió dài. Sinh ra con cháu quê mẹ thuyền hương thọ trường vương anh hôm nay nhân tiết ngày cháu con thiết lễ tâm thành dâng lên, con dâng lên bái nguyện tổ tiên. Chim thung canh nương nhờ có tổ ngậm trầm hoàn, chăm mây họ gian lao nhớ cầu bách điều quy sao, chăm mơ khe ngàn suối dồn đi vào một sống. Điều quý sao, chăm mưa khe ngàn suối dồn vào một sông. Ơn tổ tiên vun trồng công đức tụ tinh thần, văng vặc ngàn thu nhớ cầu âm thủy hiên xưa, ngọt mà công gốc cơ đồ vững sao. Nhớ câu âm thủy hiên xưa, ngọt nhì mà không gốc cơ đồ vững sao. Nhớ tổ tiên đời đời hương khói cửa họ ta, dòng dõi chấm anh ngày nay nức tiếng hương dành đi. Ngày nay nức tiếng thơm danh ơi.
hương hai vun sợi cho cành nở hoa. Đức Giang gọi Sơn Nhi Hà Cầm Tu, Đức Giang thần vũ trụ bao na múc tiền sáng rọi lòng ta, ơn đi dòng xưa mẹ công ngơ cha ai tài. Rọi lòng ta ơn như dòng xưa mẹ công ngỡ cha ai tài. Thuyền gặp bên nhờ tay người lái ơn mở đường dẫn lối từ xưa, nhớ ơn bành tổ cao dày, nhờ ơn như có tổ như cây có cành. Nhớ ơn na bành tổ nhờ ơn có tổ như cây có cành. Tuy không được trường sinh vững thế cũng mở đường cho thế hệ mai sau trăm năm một cuộc bể sâu tóc xanh rồi cũng bạc đầu không sai. Trăm năm một cuộc bề dâu tóc xanh rồi cũng bạc đầu không sai. Chim không tổ như nhà không mái, nhớ tổ tiên đi ruột rồi từng phen hỏi rằng người ở cung thiên nay về thoại phù chơi miền gia tân. Hỏi rằng người ở cung tiên nay về thoại phù chơi miền Giang Tân. Cõi u minh hàn lâm xứ sở dọc trầm hoàn cơ mộ tu hương u buồn hiểu cách dương khoan tâu tiên giọt nước mưa sương lạnh lùng. Dẫu muôn đời rừng mưa ra thảo tường qua đào kinh lễ dâng lên này trời tây trúc tỏa sen, chỉ xin chắc rằng về miền dương gian.
chắc giang về miền dương gian. Thăm con cháu, thăm nhi làng xóm cũ, thăm phố phường, dòng nghề họ gần xa, nơi ăn chốn ở trong nhà. Khi thời phù hộ, khi đã mừng vui. Giấc mộng chiêm mi biết người hiện hiện viết thư nhang khấn nguyện tại sao có công ở tại lòng ta công nghi mà cũng nghi có ấy là phép thân chứ chắc dục nghi bao lần tụ tán nước bề đông nghi với cạn ai hay có thì có tự mày mày không ngờ thì là thế gian như này cũng không tiền dòng cũng hết thác đi rồi con biết chi đâu muốn đi sang ta phải bắt cầu muốn ăn quả ngọt bao nhau vun trồng quả ngọt bao nhau vun trồng nay hóa Phật kỳ công ơn đức tâm lòng thành lễ bạc kính dâng dài bày mấy khúc ca văn vui xin tiên tổ lai lâm độ trì con dãi bày mấy khúc ca văn vui xin tiên tổ lai lâm độ trì. Trong công nghi đức tụ tinh nghi thần văng nghi vặc ngàn thu nhớ cầu âm thủy hiên xưa ngọt nghi mà công nghi gốc cơ đồ vững sao mà không gốc cơ đồ vững sao.
nhớ tổ tiên đời đời hương khói cửa họ ta. Dòng dõi chấm anh ngày nay nức tiếng hương dành đi. Ngày nay nức tiếng thơm danh ơn ai vun sợi cho cành nở hoa. Đức Giang gọi sơn ni hà cầm tu Đức Giang thần vũ trụ bao na ngục tiền sáng rọi lòng ta ơn ni dòng lòng xưa mẹ công ngỡ cha ai tài. Rọi lòng lòng ta ơn như dòng xưa mẹ công ngỡ cha ai tài. Thuyền gặp bên nhờ tay người lái ơn mở đường dẫn lối từ xưa nhớ ơn bành tổ cao dày nhờ ơn như có tổ như cây có cành. Điệt thu kiên ghế họ Trần con bái đạo cung kính mời Phật thánh lai đạo đền chung quả thực xứng lên đăng trà quả thực xứng lên lòng tín bái thỉnh chú tước cửu chung đệ nhất thiên tiên cung thỉnh mời thanh mẫu đệ nhất thiên tiên sắc phong chê thăng xe loạn mẫu ra ngự mì lô hương xạ nhiệt pháp giới mẫu huân sư phật hải hồi tất sáu văn thì sứ thế thương vân thành nhi phương ân sư phật hiện toàn thân nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát loan thanh gia hồi cung đệ nhị thánh tiên cung thỉnh mời mẫu đệ nhị thánh tiên tích xưa hiện thành trong yên sóng sơn rồi định chân nhang vân cởi xung thiên thương đệ tử kiền thành nhiệt tại kim lô phong gánh gấp nhân lần thực niệm mạng thập thường tích vật giả dù niệm nạn tiêu tai trướng nam mô hương cúng giang bồ tát ma ha tát nam mô hương cúng giang bồ tát ma nam mô hương cúng giang bồ tát ma sa loan thanh gia hồi cúng đệ tam chúa tiên cung thỉnh mời thanh mẫu đệ tam chúa tiên ngọc hồ thần nữ ngự miền thoại cung giới định chân hương phận khởi xung thiên thượng đệ tử kiền thành nhiệt tại kim nô phóng khoảnh khắc nhân huân tức biên mãn thực dương tích nhật giá vô miễn hạn tiểu tai xương nam mô hương cung dường bồ tát ma ha tát nam mô hương cung dường bồ tát ma ha tát nam mô hương cung dường bồ tát ma ha tát sa loan thanh gia hồi có lệnh truyền ra đức
ông có lệnh truyền dài các quan thủy bộ cùng là chư dịch ngô định đạo phạm nam thành. Đạo phạm nam thành ngô định đạo phạm nam thành đánh đông dẹp bắc y tung hoành mọi nơi bên đông cửa yếu cửa đại. Tiêu Mỹ cửa đài bên đông, bên đông cửa tiêu như cửa đài, cửa then mê cửa nghi xuất đi ra ngoài, ra ngoài bạch lộc. Việt nghi an phong bên bắc thời, an Việt nghi an phong tả cơ nghi hữu dụng đùng đùng về đùng đùng có ông ấy. Khai quang thập cử diệu ngài về chiếu đàn duyên ngã tích tăng cúng sang kim phùng hoàng lấn cần thánh chú thiên sư vương nhục nhớ thông vi ngại nhục nhớ ngại phi thông pháp nhớ do quán tục tị nhớ trực liên dụng thần nhớ như thiên nhật tiêu diệu cải hoàn đồng viên minh pháp giới nội vô sư bất văn sứ dâng lên tương lai sứ điệp dâng lên pháp sư tâu đối ngài chủ biên rõ ràng gì cho thì tự trường sinh đôi chữ trường sinh ngài về đôi chữ trường sinh cửa nhà khang thái cốt lai hạn trừ về cho dâng mạnh khang trường.
Việt Nam Ninh Trần Thị Nhích lịch đế phương kể thế chỉ nhớ bình phủ thiên nắng trường ước mạc địa danh sơn hà dục tối ai chúng linh tiến lễ bái đạo mừng đồng nguyên nhất giác bên việt đạo tàu bản mệnh mình an lòng tài tự dưỡng sự chiêu thần để tử thanh đồng trần thị nhàn lượng chân đạo bản mệnh tu bão liên liên chương lục thập nhị tế học đầu của gia đạo mình chấp nhật bái ca này ngôn niệm thần đản chư cư trần đế hạnh và thánh một tu sinh thành phố bản như tu tư thiết bảo hình chư toàn tư thánh lương câu tu phố đạo bản đắc an ninh do tự chi việt các nhà tu thiết thương hòa thì vườn bách bái tu như trần triều tổng tứ bản thế tôn thần tòa hạ trần triều hành thanh chân chúng thương đạo đại luôn đọc một nhà trần triều phải đánh thiên thủ tôn mẫu luôn chúng tu nhân địa đà trần triều công tử tôn nữ quốc tế vương tôn gia phong đại thiên địa đà bản thế tôn sử nhất thiết triều thủy nhân dinh thủy truyền công vào thánh đức thiên nhi đánh ngã trần công ngọc sức kích tâm chủ đà thủ chính trần đà việt tiến đà lai thủ tâm thủ tây thủ nam thủ bắc thủ thiên thủ gia ý tưởng thi ạ thi tư vân vân chúng cổ như tư là ngàn tất nhiên kỳ thi thi câu trọng đồng tình đẳng đẳng đạt tình vô nhập thi thiết tình thi thi chi cần sơ thi câu văn thiên vận giác thi nguyên kỷ nguyệt sơ nhị nhật thần đệ tử cấu thủ hòa nam của như sau thi là bút chủ về thiện nhang là bút chủ về tạm thiền thứ tướng đạo lai đồ thì tạm sai bình bộ bình tĩnh nâng canh sớ hồng đôi tay nâng canh sớ hồng để trước công đồng Phật thành chứng minh ngài về có sư tu trình dòng dõi kiếp chi phong đại vương an ni tâm thần sức nghịch lại đem thương yến dực nghe ra bàn nghị rằng hiếu đạo chư toàn nào ngờ mì mắc nghi phải mì nổi oan nghi ở đây
dạ bảy tấc khó bảy khúc trục mình để trời xanh nghi vàng vạc y xét soi y Tông nhan khai cuông thập cử diệu ngài về xíu đàn duyên ngã tích tăng cúng sang kim phụng hoàng lấn cận phật thánh chư thiên chư vương ca lăng thân sản tư bi lân mân chúng sinh cô ngã kim định lệ khai cuông thập cử diệu ngài về chiếu thiên tôn văn sớ dâng lên thượng lại văn sớ dâng lên thượng đế ngôi kiêu cửu trùng tấu về tại vũ long tung rằng nay có
thần. Nhiều nơi câu đảo, nhiều nơi phụng thờ. Trên non đảo đùng đùng gió cuốn dược sơn, quần quần y sông bay lâu đài càn vị chính cung đào tiên ma này lộc non bồng mì non bồng khai hoa ý. Khái hương thập tử diệu hai bề xíu đạn duyên ngã tích tăng cúng sạc kim phụng hoàng lấn cận Phật thánh chư thiên chư vương ca lăng tân xả ấm tư bi ngân mân chúng sinh cô ngã kim đỉnh lệ khai hương thập tử diệu ngài về chiếu thiên tôn. We'll be right back.
minh trên non đảo ước đúng đúng gió quân đình thượng sướng nghe quân quân nỉ rồng bay lâu đài đệ nhị vương cô đào tiên ni này lộc non nhổ bồng nghề xanh mi trốn thiên thanh mi phụ thường ra mi khân vai trốn thiên thanh nghề a ơi a thường hay khấn ni ni phải ngậm lòng trời lại ai quần ni ân chiêm bao chiêm bao mong thấy mong nghe thân nghề chiêm bao giấc quý mông thần sao xa đôi vị phu nhân ý mơ mạng bị tan giấc quý phòng loan mi chợt tỉnh thắp nhang trầm một đỉnh dâng lên thành ra hồi lại đáng xa trông bể đào lại đáng xa trông thì mời cậu bé cửa đông cậu ngữ mình thuyền cầu về cửa nghi suốt trèo về trở về Hạ Long ban chỉ đi sắc phong mê triều đình mi ban chỉ sắc phong ra ban mi chủ tướng vương tôn y nhà trần Thank you.
sống nhan khai quang thập cử diệu. Cậu về chiếu đàn duyên ngã thích tăng cúng dạng kim phụng hoàng lấn gật Phật thánh chư thiên chư vương. Ca lăng tân xả ấm tư bi lăn mân chúng sinh cô ngã kim đỉnh lệ khai cung thập cử diệu cộng về chiếu thiên tôn. Thầy ân có dư 3000 tên có dư 900 đạo vụ Phật tổ truyền ban phép tiên làm ở cộng đồng. Uống chén rượu tổ đánh gián thơ cao thật là cao. Tề rằng thầy tiên rót ly rót chén rượu đào. Nhất tuần sư lưng nên bệ ngọc các cung lưng vào đi hà vào rước cậu quần ni sư. Răng tề tay tiên giọt chén rượu đào ô mỹ nhị tuần à nâng lên bệ ngọc để các cô nâng mời là mời rước cậu quận hoàng sươi rước cậu quận hoàng sươi. Tề răng tay tiên giọt mỹ giọt chén rượu đào ủy tam tuần chúng nâng lên bệ ngọc các cô lưng vào mới hà vào rước cậu quận hoàng sươi rước cậu quận hoàng sươi. Ban chỉ sắc phong triều đình ban chỉ sắc phong ra ban chủ tướng vương tôn nhà trần đi văn võ mười phần ni cậu hoàng văn ni võ mười phần điều ý quân ni khiển tướng tài thần ni xa oai nhị. Cuộc ấn quyền cai lĩnh ban cuộc ấn quyền cai an dân chân giữ ra ngoài cửa đông nghỉ. Nguyên đi bông chảy vai ý cuộc ngân quyền cai lĩnh bán cuộc ân quyền cai an dân chân giữ ra ngoài
cửa đông kỳ. Đệ nhất chín tây thiên ngự đông nước Việt Nam có ngàn đông lộ cõi bắc thì có núi tây thiên dọi chiến. Đã minh nguyện phóng quang là
thế, tài văn hóa đuốc tuệ bị quảng mà thế gian liêu thế nan chi, xó lại quảng đại tươi bi. Sắc phong nghi phò vua giúp nước lại đổ chi, an quốc ban tang tây thiên ni ba tạng thương tòa, ba hai chỉ bệnh mà ba ba chư tang. Chiếu đàn duyên Nga thích tăng cúng sàng, kim phục hoàng lần cần Phật thánh chư thiên chung gương ý à. Đăng ai đăng ai đăng ai tất thắc trong đền, một bờ son sắc tốt tươi hương già nên ngàn nên thiên ngàn bố đăng hai hoa trần gian cứ ngỡ tiên hà thang trần tốt tươi mọi vẻ anh tân ý à, ý à. Đêm 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 mẹ những đốt lập lề cơm nắng một đống một bụi chân nghĩ tay lòng lạnh ngọc dầu trăng thanh gió mát bên nổ mê hát hà sương răng khói tỏa nhạt nhòa sớm mây vơn mùi chiều ta mình chung Phật độ đi đá tháng ngày ban cho tiền tốt lũ dày bồng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa họ trần con nhang khói phụng thờ 30 mùng 1 ngày 14 hôm rằm 30 mùng 1 ngày rằm 14. Chú về bách điều sớm chiều cả vàng nghe tay tôi biến bác rừng vàng đem cho trần dô sáng đời đời đem cho các thế đời đời dấu sáng
tiệc súng thu ngánh về mì đền cả giáp hai dân hương hòa đền chung tam dương hiệp hiệp chức tiên phong ý. Chính việc bá thường cân đoán ngủ cứ ngày dằm lễ sớm muôn năm mà hướng hoa lễ vật mọi nơi ước biến hướng hoa mình lưu ý phương hoa đồ con chó được nghỉ thường nghỉ vì tinh thần nào là người văn nhân tài tử cũng là người nữ tú nam thanh buồn vui lên đất sơn đình thank you.
đền thờ Chúa Nguyệt động đào thành kiến, đứng đôi bên lân dần phượng múa sắp hai hàng cầu chùa sơn trang thành quyền tiếng xuống dịu dàng. Khai hoa sinh và tiến nữ kỳ tài bờ
trong đằng chùa mua buông chờ bàn tiên sang soi khắp mít ba biển. Đón xuống về ở nơi trần thế, hôm nay họ trần mã bắt kể thành thần. Vui này là vui của sơn lâm mê, vui sao vui quá có thu cầm về thẹn. Chân giàn này đã đi vào phải gất gây, tóc chưa thành mướt màu người họ trần thành kinh. Thắm đủ đầy thắm chú về bách yêu sớm chiều cá ba nghe tay khôi biến bạc rừng vàng đem cho các nghề sâu sáng đời đời đem cho các nghề đời đời sâu sáng. Trời tây ai mà đi xem bòi thì đồn nề ngay chưa bắt hình. Năm vất vả lầm thoát đoà đầy khoác lên tấm áo lụa rồng trùm khăn phủ diện bà trình đồng chua mới thương ý nghĩa. Đẹp người sinh con tròn cháu cháu học hành đỗ đăng khoa ý nghĩ à. Chúc
Chúa cho cho con cái nối dòng đông, cho cầu đến ước được gia đình vẻ vang. Chúa đem hồng Ấn Độ khắp trần gian, cho cái phúc lộc nước mình mang tuôn trào, thương cho đồng mà phấn môi đào, cho ăn cái bàn mạnh còn danh giá nào vui hơn ý. Chúa chẳng phải mày cho dâu ăn không no sự thì đừng nghĩ, mà làm không được việc thì đừng mẫn tay vào. Lộc của Chúa Chúa hát lấy bà lại ra hồi cung thức là miếu rõ ràng năm phước, năm miếu rõ ràng cung phước bàn cành nhị tiên nàng đứng rừng những hoa. Địa linh cắm hướng lập đến ngũ vương bàn cành, Chúa bà bàn đến đây. Lâu thờ Chúa thanh ba giờ tí hiện ra người, mỹ nữ thân tiên đội nón dâu áo trắng hà hương. Ê biết Chúa ba tay lầy mà miệng kêu vạn lầy Chúa thương những kẻ cơ hàn. Biến đi về nơi bàn cành, sai cô nàng tin nữ dâng hoa người trần gian bán nhào dài. Cho thấy ma cùng quỳ ngày chú hành liệt vị tứ chi
mà phải đi tỉnh thánh mời thầy xem ra mà bói thầy về tay chùa anh nhị. Tiền sớ ông mi tách bạch từng câu mượt cùng văn con đàn hát hiền công ý. Dừng nhạc lễ mẫu ba tòa tiểu thiếu nhã nhạc hát ca vang trời cát nhật đứng thời loạn sáng chữ thế đây à, à. Bài sai đối chịu lục cung nghe nào nặng ái ngôn dòng sơn sang tính chúa bài vừa hát vừa đàn ý à, ý à. Dòng nhan khai quang thập cờ diệu chúa về chiếu đàn duyên ngã tích tăng cúng sang kim phụng hoàng lần cận Phật thánh chúa tiên trung dương à, à, à. Sóng điên vàng khói hương huyền ảo ngài sân rồng hồ bào quy tơ trắng treo tranh trách một đầu sương rơi lá đèn nịnh đẹp làm sao nghe anh đuốc đèn mây tỏ sáng nghe soi trong đền chưa đẹp làm sao sớm ra vào giáng thanh giáng lịch khác nào là tiền ngang sang đồng tây mua miệng ta bè tại dòng xa. Người xuân gian con nên mong ngân tiến chúa đời đời vì con không dám đơn sai nhất tâm một lòng này hiếu trung mà nên vui đón chúa tiên về đời. Cao khúc ca thành bình kia cô thăm đến na dịu dàng hình dung giảm tiền giọng mường tiếng mán líu lo người tiếng lộc tài chư mới ban ra bốn phương tụ họp đi đã ban cho tiền tốt như gì bộc lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa họ chân còn
nhang khói phụng thờ. Miếu thờ như thế đông đảo, mười ba gốc cội mà vườn tao là thành, xem trong ý tình ấy hải thành. Miếu thờ lịch sử ai tây ý. Chóc quỷ trừ tình chóc ta. Nhật bóng mỹ tôn quan ni cung thịnh mời. Nhật bóng mỹ tôn ni quan ni lại lầm mười sắc sang
đoàn giá lên đi trời thường thiên thường thiên loan giá ngự lên trời khâm thừa sắc nghi chỉ tước tân hầu quan đệ nhất gia uy nhị khai quang thập cờ diệu hai về chiếu đàn duyên ngã tích tăng cúng sang kim phụng hoàng lấn cận phật thánh chư thiên chư vương ca lăng tân xả ấm thư bi lân mân chúng sinh vô ngã kim đỉnh đệ khai khung thập cờ diệu ngài về chiếu thiên tôn văn sứ dâng lên thương lai sứ điệp dâng lên pháp sư tâu đối ngài chư biên rõ ràng về cho người tự trường sinh trên thượng giới tôn quan người người giáng thế vâng như sắc như trời yêu thế độ muôn dân mùa phòng quan lớn đệ nhất thượng đẳng thần phụng thờ khắp ý muôn dân thiên hạ chư phú chư quý càng ninh thọ trường gì cho dung mãnh khang trường các thiên binh đăng trình nhị tâu đô Phật với tiên nhị đường lối khác xa tu tiên nhị được bảy đời qua tu Phật nhị xin kiếp nghề an thành quả phúc y
sang Tây Trúc họ thay tai nghe lòng vẫn như say chợt trông nghe bảo khí sáng dậy y phương đông điều vọng bay cầu Việt Nam mi quốc thái dân an khâm thừa để lệnh nhi vua ban sổ sinh cùng sổ tử liệt nung hàng nghỉ châu phê theo ra